Ruồi lính đen, GLG, BSF, những chiến binh bảo vệ môi trường. Ruồi lính đen không phải là những con côn trùng xung quanh thùng rác và làm lây lan vi khuẩn như nhiều người nghĩ. Loài ruồi này sạch và rất hữu ích trong việc xử lý rác thải. Mô hình nuôi ruồi lính đen bước đầu cho thấy hiệu quả trong xử lý rác thải trong nông nghiệp, trong công nghiệp chế biến thực phẩm, lò mổ, chế biến nước giải khát, tạo ra nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi và tạo phân bón hữu cơ cho đất. Ruồi lính đen có tên khoa học là Hermetia illucens hay tên khác là Black Soldier Fly thuộc bộ Diptera. Loại côn trùng này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, là một trong những loài côn trùng phàm ăn. Ruồi lính đen là yếu tố quan trọng trong việc phân hủy các phế phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ, trả lại cho hệ sinh thái. Ruồi lính đen trưởng thành thường sống dưới các bóng cây ngoài tự nhiên và không ảnh hưởng đến môi trường sống của con người. Vòng đời phát triển của ruồi lính đen khoảng 30 đến 45 ngày. Theo đó, ruồi lính đen trưởng thành thường có kích thước dài khoảng 10 đến 15 mm, chọn những khu vực ẩm ướt để đẻ trứng nhỏ. Sau đó trứng trở thành ấu trùng, phát triển thành ngộng rồi lột xác thành ruồi. Theo người nuôi, giai đoạn ấu trùng được xem là thời kỳ đóng góp tốt cho việc xử lý rác thải, bởi chúng có thể phân hủy hàng tấn nông sản phế phẩm để phát triển. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.